Kính thưa giáo sư Ngô Quy Châu, thưa quý thầy cô, thưa các đồng nghiệp. Đề tài của bài báo cáo ngày hôm nay nghe thoáng qua tuy có vẻ mới, nhưng thật ra liên quan đến những khái niệm tương đối cũ và nhất là rất là quen thuộc đối với các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, ít nhất là kể từ 10 năm trở lại sau này. Chúng ta cũng biết rằng là bệnh hen xuyến là một bệnh đa hình, đa dạng với những cơ chế bệnh lý khác nhau như hen với dị ứng hay hen uh, liên quan đến hút thuốc lá hoặc là hen với béo phì hay là hen uh, liên quan đến sự gắng sức vân vân và vân vân tất cả những thứ này đã đưa ra khái niệm mà chúng ta biết đến với cái từ là asthma phenotypes hay là bệnh xoẹn hen xoẹn với những kiểu hình nếu mà chúng ta muốn định nghĩa về kiểu hình lâm sàng hay là phenotype thì chúng ta có thể nói rằng đó là tập hợp các đặc điểm lâm sàng không xét đến các cơ chế sinh lý bệnh. Và song song với định nghĩa của phenotype thì khoảng chừng 10 năm trở lại sau này có thêm một định nghĩa khác đó là endotype. Có thể được nói rằng là endotype là tập hợp các cơ chế sinh học tế bào và phân tử đóng một vai trò rất là quan trọng trong sinh bệnh học. Và lúc đó chúng ta không quan tâm đến các đặc điểm lâm sàng. Người Việt của chúng ta thường có câu uống nước nhớ nguồn. Thì ở đây chúng tôi xin được phép nhắc đến công trình của giáo sư Francis Rackerman, là người đầu tiên đã đưa ra khái niệm phenotype khi năm 1947 giáo sư Rackerman đã đăng bài nghiên cứu mà chúng tôi trình bày ở đây ở trên tạp chí y khoa Hoa Kỳ American Journal of Medicine. Ở đó giáo sư Rackerman đã rõ ràng phân định một bên là những bệnh hen suyễn mà chúng ta có thể tạm gọi là hen suyễn ngoại lai dịch từ cái từ extrinsic asthma. Và bên kia là những cái bệnh hen suyễn mà chúng ta có thể dịch ra là bệnh hen suyễn nội tại, dịch ra từ intrinsic asthma. Ở đây, giáo sư recommend muốn nói rằng là có những bệnh nhân hen suyễn rõ ràng liên quan đến dị ứng với những dị nguyên đến từ bên ngoài. Và từ đó ông ta gọi đó là extrinsic asthma. Trong khi đó, có những kiểu hình hen suyễn không liên quan đến dị ứng. Nó chỉ liên quan đến một cái nguyên do nào đó đến từ nội tại và từ đó có cái từ intrinsic asthma. Và cũng bởi vì đó nên từ năm 1947 cho đến những cái năm cuối cùng của thế kỷ 20, chúng ta đã quen thuộc với lại kiểu hình extrinsic và intrinsic asthma. Nhưng mà phải đợi đến gần 10 năm sau thì lúc đó chúng ta sẽ có thêm một cái khái niệm khác là tất cả những cái kiểu hình lâm sàng này có lẽ có thể được xếp chung dưới một cái ô và chúng ta gọi là cái ô của giáo sư Sullivan. Giáo sư Sullivan nói rằng là hen suyễn có nhiều dạng, có nhiều hình thức, có nhiều cách để mà chúng ta tiếp cận với bệnh hen suyễn. Và tất cả những cái hình thức đó có thể được phân định ra là những cái kiểu hình khác nhau. Ở đây chúng ta thấy có kiểu hình phenotype A, B, C, vân 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 vân. Song song với cái đó thì giáo sư Salivenzel cũng đã đưa ra một cái khái niệm khác. Đó là kiểu hình sinh bệnh học. Mà ở đây chúng ta thấy rằng là kiểu hình sinh bệnh học này liên quan đến một cái dạng viêm. Và cái dạng viêm đó là cái dạng viêm sẽ do những tế bào lymphote mà chúng ta gọi là TH hoặc là T-helper tiếp 2 gây ra. Và cũng trong cái uh, chiều hướng uống nước nhớ nguồn thì tôi cũng đã uh, đi một vòng trên PubMed để mà xem coi ai là cái người đầu tiên đã đưa ra cái từ endotype đó trong bệnh hen chuyển. Thì ở đây uh, quý đồng nghiệp thấy rằng là bài báo cáo của giáo sư Gary Anderson trong tạp chí Lancet năm 2008. Có lẽ là cái bài báo cáo đầu tiên đã đưa cái từ endotype dính liền với lại cái bệnh hen suyễn. Như chúng ta thấy ở đây, thì lúc đó giáo sư Gary Anderson đã nói gì? Ông ta đã nói rằng là tuy rằng là chúng ta vẫn chưa nắm rõ được những cái cơ chế uh, sinh học bệnh của hen suyễn, nhưng mà chúng ta vẫn có thể Uh, có được một cái sự cố gắng thường xuyên để mà hiểu rõ hơn những cái cơ chế sinh học phân tử và tế bào nằm sau những cái triệu chứng lâm sàng mà tất cả các em chúng ta đều rất là quen thuộc. Đúng một năm sau thì có một nhóm các bác sĩ và nghiên cứu gia đến từ Đại học San Francisco phía Bắc California. Uh, California Uh, dẫn đầu là uh, giáo sư uh, Prescott Woodruff và cái người chủ trì của nhóm đó là giáo sư John Hay đã giúp cho chúng ta hiểu rõ thêm và bước đi một cái bước khá dài trong quá trình tìm hiểu và phân định những cái cơ chế sinh học phân tử núp đằng sau cái từ viêm dạng hai viêm tiếp 2 trong bệnh hen suyễn thì trước khi đi vào trong cái sự uh, uh, giải thích chi tiết về các kết quả do giáo sư Woodruff và và Fahy uh, tìm ra thì tôi xin được phép nhắc sơ qua một cái uh, nguyên tắc nó tương đối nó cũng khá đơn giản nhưng mà có lẽ không nhất thiết uh, là một cái nguyên tắc uh, quen thuộc đối với các bác sĩ chuyên về lâm sàng đó là cái cách sử dụng cái mà chúng ta gọi là bản đồ nhiệt hay là heat map để mà thể hiện nồng độ của những biểu hiện gen trong sinh lý bệnh của bất cứ loại bệnh nào nhưng đặc biệt ở đây là bệnh hen suyễn thì cũng như chúng ta biết đó là trong tất cả các loại bệnh có một số những cái gen sẽ được biểu hiện một cách rất là uh, cao thì những cái gen đó sẽ được uh, thể hiện ở đây như là những cái gen nóng và sẽ được uh, các uh, nhà nghiên cứu gia ở đây uh, tô màu đỏ. Trong khi đó những cái gen nào mà gần như là không thể hiện, không biểu hiện thì sẽ được xem như là những cái gen nguội và lúc đó sẽ được uh, thể hiện bằng cái màu xanh dương ở đây thế chúng ta sẽ thấy rằng là có một số những cái gen được thể hiện rất là mạnh, nồng độ cao, màu đỏ và có một số những cái gen khác uh, không được thể hiện hoặc là được thể hiện rất là ít thì nồng độ thấp, màu xanh dương. Bây giờ quay trở lại với lại cái uh, cách mà trình bày những cái kết quả nghiên cứu về bệnh hen suyễn hay về bất cứ loại bệnh nào thì chúng ta cũng có thể lọc ra một số những cái uh, uh, một số những cái parameter uh, để mà nói rằng là những cái uh, chỉ số đó có đóng cái vai trò quan trọng hay không trong cái bệnh lý này thì ở đây chúng ta uh, hay là các nhà nghiên cứu này đã tìm ra ba chỉ số đóng một cái vai trò quan trọng trong bệnh lý học của bệnh hen suyễn đó là những cái gen của periostin, CLCA1 và serpin B2. Ba cái gen này đều là những cái gen được kích hoạt bởi interleukin 13. IL13 là một trong những cái interleukin đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong uh, bệnh đi học của bệnh hen suyễn. Và đây chúng ta thấy rõ thấy rõ ràng là periostin có một nồng độ biểu hiện cao nơi các người bệnh nhân bị hen suyễn so với nhóm chứng và cái nhận định đó chúng ta cũng có thể uh, áp dụng cho hai cái gen clca 1 và b 2 rõ ràng ở đây các bệnh nhân bị hen suyễn sẽ có nồng độ biểu hiện của ba cái loại gen này rất là cao so với lại cái sự biểu hiện của các uh, các người mà thuộc nhóm chứng thì cách này đó là cái cách mà uh, chúng ta khá quen thuộc để mà tiếp cận với lại những cái nghiên cứu liên quan đến các bệnh hô hấp ha, hay là các bệnh khác. Nhưng mà nó không cho phép chúng ta có được một cái nhìn toàn diện và tổng thể. Trong khi đó, nếu mà chúng ta sử dụng cái cách biểu hiện bằng uh, cái heat map mà chúng tôi đã thưa qua lúc nãy, thì ở đây chúng ta thấy cái việc gì? Chúng ta thấy rõ ràng rằng là ba cái gen mà vừa đề cập lúc nãy, có nghĩa là periostin, CLCA1 và sapin B2, rõ ràng đóng một cái vai trò quan trọng và cái sự quan trọng của ba gen đó sẽ được thể hiện bằng cái sự biểu hiện tương đối cao với lại cái nồng độ biểu hiện được uh, được thể hiện bằng cái màu đỏ có nghĩa là một cái sự biểu hiện rất là cao nơi một số các bệnh nhân bị bệnh hen suyễn và ngược lại tất cả những những người nào mà thuộc nhóm chứng có nghĩa là những người nào không bị hen suyễn thì sự biểu hiện của ba gen đó cực kỳ thấp nếu mà chúng ta không muốn nói rằng là không có. Và rõ ràng ở đây, tất cả các bệnh nhân thuộc nhóm chứng, ở đây chúng ta sẽ có thể nhận diện ra những cái bệnh những cái bệnh nhân đó với cái chữ H hay là chữ H ở đây có nghĩa là healthy control. Thì những cái bệnh nhân đó hoặc là những cái người đó không có ai có cái sự biểu hiện cao của ba cái gen peroxin, 1 và sarpin B2 cả. Nhưng bên cạnh đó, thì chúng ta cũng thấy rằng là có một số các bệnh nhân tuy rằng là được xếp vào dạng bệnh nhân bị hen suyễn nhưng mà ngược lại so với cái nhóm bệnh nhân này thì những cái bệnh nhân đó gần như là không có ai có cái sự biểu hiện cao của ba cái loại gen periostin, CLCA1 và serpinb B2. Và từ đó thì chúng ta có thể nói hai điều. Thứ nhất là nếu mà chúng ta quan tâm đến cái sự biểu hiện của một số những cái cytokine liên quan đến viêm tiếp 2 như là những cái biểu hiện của uh, Sarpin B2, CLCA1 hay là periostin thì chúng ta có thể quả quyết rằng là tất cả những cái người không bị hen xuyển đều không có những cái biểu hiện của những cái gen đó và lúc đấy mà chúng ta vạch ra một cái một cái vạch ngang đó là cái ngưỡng của cái sự cao thấp so với cái biểu hiện của ba cái gen mà chúng tôi vừa mới đề cập lúc nãy thì chúng ta có thể quả quyết rằng là tất cả những cái người thuộc nhóm chứng đều có cái sự biểu hiện đó dưới cái ngưỡng mà chúng ta có thể xem như là cái ngưỡng bình thường. Trong khi đó thì những bệnh nhân hen suyễn thì rõ ràng có hai nhóm. Một nhóm tuy rằng là có hen suyễn nhưng mà cái sự biểu hiện của cái những cái gen viêm tiếp 2 này nó rất là thấp, không khác cái nhóm chứng. Và dĩ nhiên, cùng một lúc sẽ có một nhóm bệnh nhân bị hen suyễn với cái nồng độ biểu hiện của ba cái gen periostin, CRCA1 và pin B2 cực kỳ là cao. Đó là những bệnh nhân hen suyễn ở đây với lại cái hít mắt màu đỏ này. Thì tự nhiên ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là tuy rằng là các bệnh nhân đó đều được xem như là bệnh nhân hen suyễn. Nhưng mà nếu mà chúng ta quan tâm đến endotype thì cũng giống như là chúng ta đã quan tâm đến phenotype. Có những cái người tuy rằng là hen suyễn nhưng mà rõ ràng cơ chế sinh học bệnh khác nhau. Như chúng ta thấy rất rõ ở đây. Để mà chắc chắn rằng là cái sự khác biệt đó nó liên quan đến ba cái gen chính uh, đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái mà chúng ta gọi rằng là viêm TH2 hoặc là viêm tiếp 2. Thì nếu mà chúng ta nhìn tới ba cái interleukin là interleukin 4, 5 và 13 thì ở đây chúng ta cũng thấy rất rõ, rất rõ rằng là những bệnh nhân nào mà chúng ta xếp vào loại bệnh nhân hen tiếp hai với cái sự biểu hiện của ba cái gen lúc nãy có nghĩa là periostin, CLCA1 và sarpin B2 thì những bệnh nhân đó đều có cái sự biểu hiện đều có cái sự biểu hiện nồng độ cao của IL13 cùng lúc với cái sự nồng độ biểu hiện cao của IL5 so với nhóm chứng là màu xám ở đây hay là so với lại những bệnh nhân hen mà không phải tiếp hai nói một cách khác là cái sự phân định giữa viêm tiếp 2 và viêm không phải tiếp 2, nó cũng được thể hiện rõ ràng với cái nồng độ biểu hiện của ít nhất là hai loại cytokine, đó là IL-5 và IL-13. Cũng giống như là cái sự khác biệt uh, trên cái nồng độ biểu hiện của ba cái loại gen Periostin, uh, CLCA1 và serpin V2. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta quay trở lại với lại lâm sàng và quay trở lại với lại một cái uh, thử nghiệm nó gần như lúc nào nó cũng phải đi đôi với lâm sàng đó là cái thăm dò chức năng hóa, thì chúng ta có thể tìm ra được cái sự khác biệt giữa những cái người bệnh nhân có viêm tiếp 2 và những cái người bệnh nhân tuy rằng là bị hen suyễn nhưng mà có cái dạng viêm và chúng ta xếp vào cái loại cái dạng viêm không phải là tiếp 2. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là thăm dò chức năng hô hấp, và nhất là nếu mà chúng ta đo cái uh, uh, lưu lượng thể tích gắn sức trong vòng một giây, hay nói một cách nôm na và ngắn gọn hơn là FEV1, thì chúng ta thấy rằng là giữa nhóm bệnh nhân có hoặc là không có viêm tiếp 2, thì cái mức uh, của cái FEV1 nó giống nhau, hay là nếu mà chúng ta quan tâm đến cái test giãn phế quản thì cũng như thế, không có cái sự khác biệt giữa cái khả năng giãn phế quản của những người bệnh nhân hen suyễn có hoặc là không có cái viêm tiếp 2. Có lẽ cái điều mà duy nhất mà nó phân biệt được cái nhóm bệnh nhân có hoặc là không có viêm tiếp 2 uh, mà liên quan đến tham gia chức năng hấp đó là cái test tăng phản ứng phế quản uh, với cái chất metacoline. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là những cái người bệnh nhân nào mà có cái viêm tiếp 2 thì là những cái người bệnh nhân có cái uh, test tăng phản ứng phế quản tương đối nhạy và tương đối mạnh hơn là những cái bệnh nhân mà có hen suyễn và không có viêm tiếp 2. Thì ở đây thì tôi xin uh, tạm tóm gọn là như vậy. Là nếu mà chúng ta phân định bằng những cái phương cách mà nghiên cứu về sinh tử Uh, khoa học uh, uh, khoa học sinh tử và phân tử và, và và và, và tế bào thì chúng ta thấy rằng là cái phản ứng viêm tiếp 2 nó sẽ giúp cho chúng ta phân định kiểu hình endotype một cách rất là rõ ràng có hay là không có antelokin 5 hoặc là antelokin 13 có hay là không có periostin CLCA1 hoặc là Sarpin B2 Tuy nhiên, nếu mà chúng ta quan tâm đến thăm dò chức năng hấp, thì rõ ràng là không có cái sự khác biệt trên FEV1 và trên uh, cái tế sản phê quản. Thế thì, sẽ có nhiều uh, các đồng nghiệp ở đây, chuyên người lâm sàng sẽ đặt ra câu hỏi, thì cái lợi ích của cái sự phân định theo endotype là gì? Uh, nếu nó chỉ giúp cho chúng ta phân định một cách rất là lý thuyết và dựa trên những cái cơ sở hoàn toàn, là những cái cơ sở cạnh lâm sàng, có nghĩa là cơ sở của sinh học phân tử và tế bào. Thì ở đây có cái điều thú vị, nó là như vậy. Đối với tất cả các bác sĩ lâm sàng, thì cái điều quan trọng nhất là cách chữa trị của bệnh hen suyễn hay là bệnh siêu đúng thầy đúng thuốc thì lúc đó bệnh nhân cũng sẽ khá hơn. Và nếu mà chúng ta nói đến cái viêm, thì ai cũng sẽ nghĩ đến. Uh, cái chất thuốc đó là corticoid, là cái thuốc kháng viêm đặc thù của cái loại viêm mà chúng ta thường thấy ở các bệnh nhân bị hen suyễn hay là nơi một số các bệnh nhân bị COPD. Thì cũng dựa trên cái nghiên cứu này, các tác giả Woodruff và Cộng sự đã đi thêm một cái bước nữa bằng cách là xem cái sự công hiệu của chất corticoid uh, dạng hít ở đây đó là chất fluticasone nhưng mà nó có thể là một cái loại corticoid khác à, và xem cái sự công hiệu đó trên các bệnh nhân bị hen suyễn màu đỏ hoặc là màu xanh màu đỏ là những bệnh nhân hen suyễn với cái hen và cái viêm tiếp 2. màu xanh là những người bệnh nhân hen suyễn với cái hen với cái viêm không phải là tiếp 2. và dĩ nhiên họ cũng đã nghiên cứu trên một nhóm chứng được thể hiện bằng cái màu đen ở đây. Thì ở đây chúng ta thấy cái cái gì? Chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta dùng corticoid nữa, thì cái corticoid này nó chỉ có cái công hiệu bằng cách rằng là nó làm tăng cái uh, sự giãn phế quản có nghĩa làm tăng cái FEV1 ở đây. Duy nhất trên các bệnh nhân bị hen suyễn và với cái viêm tiếp 2. Trong khi đó, các bệnh nhân bị hành xuyển nhưng mà với cái viêm không phải tiếp 2 thì rõ ràng là không có một cái hiệu quả nào ít nhất là trên cái việc mà tăng cái FEV1 này FEV1 này. Thế đây chúng ta thấy rằng là cái công hiệu của một cái thuốc kháng viêm như là corticoid, nó rõ ràng nó sẽ rất khác biệt tùy vào cái sự phân định dựa trên cái endotype mà chúng ta vừa thấy lúc nãy. Đó là cái việc thứ nhất. Việc thứ nhì đó là Tuy rằng là chúng ta ở đây đang nói về một cái thuốc kháng viêm, có nghĩa là corticoid, nhưng mà chúng ta đang thấy rõ ràng là có một cái hiện tượng làm tăng FEV1, có nghĩa là cái hiện tượng giãn phế quản. Thực ra ở đây đó, nó không thực sự là một cái loại thuốc giãn phế quản, nhưng mà nó chỉ cho chúng ta biết rằng là một khi chúng ta có cái khả năng để mà kháng được cái viêm, làm cho cái viêm đó không còn nữa, thì dĩ nhiên tất cả những cái kích thích tố nó gây ra cái sự co thắt phế quản nó cũng sẽ không còn và bởi vì thế nên chúng ta đã thấy cái sự mà tăng vọt của cái FEV1, FEV1 nơi các bệnh nhân hen suyễn với lại cái loại viêm mà chúng ta gọi là cái loại viêm tiếp 2 ở đây. Và nếu mà chúng ta quay trở lại với cái heat map thì chúng ta sẽ thấy thêm một cái điều thú vị khác, rằng là ở đây, nếu mà chúng ta quan tâm đến những cái bệnh nhân mà lúc đầu mà chúng ta xem là những cái người bệnh nhân đó là thuộc, những cái nhóm mà tiếp 2, có nghĩa là những cái nhóm mà với cái sự biểu hiện của cái gen đó, nó rất là cao và màu đỏ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân đó nếu mà họ đã được uh, cho dùng không phải là thuốc corticoid mà là cái thuốc placebo, thì họ vẫn tiếp tục giữ cái trạng thái viêm tiếp 2 như lúc ban đầu, không có gì thay đổi cả và dĩ nhiên uh, cái, uh, cái 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 FEV, FEV1 của họ cũng sẽ không có được cải thiện. trong khi đó nếu mà lúc đầu họ là những cái bệnh nhân thuộc nhóm viêm có tiếp 2, có nghĩa là cái nhóm màu đỏ thì ở đây sau khi mà được chữa trị bằng corticoid thì ba cái gen periostin CLCA1 và serpin B2 ban đầu nó màu đỏ, bây giờ nó biến thành màu xanh. Nói một cách khác, rằng là ở đây, corticoid không những đã cải thiện được FEV1 và khiến cho người bệnh nhân dễ thở hơn. Nhưng cùng một lúc, corticoid đã làm biến đi hết tất cả những cái uh, dấu sinh học có nghĩa là những cái sự thể hiện của cái viêm tiếp 2 sau khi mà các bệnh nhân đó đã được chữa trị bằng corticoid. Và cái việc này nó chỉ đúng khi mà chúng ta quan tâm đến cái nhóm bệnh nhân mà có cái viêm vào cái tiếp 2. Trong khi đó, nhóm bệnh nhân mà không không có viêm hoặc là có viêm mà không phải được tiếp 2, có nghĩa là cái nhóm bệnh nhân ở cái số 2 này thì họ vẫn như cũ. FEV1, FEV1 không được tăng trưởng và những cái uh, những cái gen của cái viêm tiếp 2 cũng sẽ không thay đổi uh, so với cái lúc ban đầu. Ở đây thì tôi cũng xin được nói thêm là từ nãy giờ chúng ta nói viêm tiếp 2 thì tôi cũng xin nói rõ rằng là ở đây cái viêm tiếp 2 này không có nghĩa rằng là nó là một cái dạng viêm uh, đi sau cái viêm tiếp 1 hay là đi trước cái viêm tiếp 3. Ở đây có con số 2 nó chỉ rất là đơn thuần. Nó liên quan đến những cái tế bào lympho TH2 này. Và nó có thêm một cái loại tế, bào khác mà chúng ta gọi là là ILC2 có là có nghĩa là những cái tế bào innate lymphoid cell type 2 những cái tế bào cũng thuộc uh, hệ miễn dịch uh, bẩm sinh uh, vào dạng 2 thì bởi vì hai loại tế bào này Th2 và ILC2 là hai cái tế bào đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái dạng viêm tiếp 2 bởi vì thế nên uh, các nhà nghiên cứu đã gọi cái viêm này là cái viêm tiếp 2. Và những cái viêm mà nó không có liên quan đến những cái tế bào TSI hoặc là những cái tế bào ELC2 thì lúc đó chúng ta sẽ gọi những cái viêm đó là những cái viêm không phải là tiếp 2, uh, chứ không phải là viêm tiếp 1 hay là viêm tiếp 3. Uh, ở đây thì chúng ta thấy rằng là bên cạnh những cái tế bào đó thì còn có cái sự mà uh, can thiệp. Cũng rất là quan trọng của những cái cytokine như là IL-5 hay là IL-13 mà chúng ta đã thấy lúc nãy, và có thêm cái sự can thiệp của một số những cái cytokine khác như là TSLP ở đây, hoặc là IL-25 hay là IL-33. Uh, cái dạng cái nhóm cytokine này thuộc cái nhóm mà ngày hôm nay uh, các chuyên gia về hen suyễn gọi đó là những cái alarmin có nghĩa là những cái cytokine nó có cái khả năng để mà báo động cho các uh, tế bào hoặc là cho cái phế quản của chúng ta rằng là đang có những cái cơ chế gây ra cái viêm là cái viêm tiếp 2 này thì tôi hy vọng rằng là sẽ có cái cơ hội vào trong một cái dịp khác sẽ nói uh, sâu hơn và sẽ nói lâu hơn về cái vai trò rất là quan trọng của những cái cytokine TSLP ER25 và IL 33 và nhất là về cái TSLP mà ngày hôm nay chúng ta đã có một số những cái thuốc kháng thể đơn dòng uh, nhắm đích vào cái cytokine đó. Thì bây, bây giờ nếu mà trở về và trước khi mà uh, kết luận với lại cái bài báo cáo ngày hôm nay, thì chúng ta có thể nói rằng là bên cạnh những cái kiểu hình lâm sàng, có nghĩa những cái phenotype mà chúng ta đã được biết đến từ hơn nửa thế kỷ này, uh, từ hơn 70 năm nay, đúng hơn là từ năm 1947 cho đến bây giờ, thì... Uh, Ờ, chúng ta ngày hôm nay có thêm một cái khái niệm kiểu hình khác đó là kiểu hình endotype và cái kiểu hình endotype này nó dựa trên những cái cơ chế uh, sinh học phân tử và tế bào Tuy nhiên đối với một cái người bác sĩ lâm sàng thì nhìn vào những cái bức tranh mà tổng thể với lại tất cả những cái phân tử và những cái tế bào này thì nó nó có thể nó cũng cũng hơi rối một tí, cũng giống như là một cái người uh, như chúng tôi mà đứng trước một cái bức tranh mà trừu tượng ở đây thì cũng sẽ cảm thấy uh, bối rối vô cùng tuy nhiên uh, trước một cái bức tranh như vậy khi mà chúng ta không có hiểu rõ cái ý của cái tác giả bức tranh uh, vẽ ra cái bức tranh thì chúng ta cũng có thể uh, cố gắng để mà tìm hiểu uh, cái cách mà uh, cái, cái 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 lý mà đằng sau thì chúng ta có thể thấy rằng là bên cạnh những cái mà biểu đồ mà đa hình đa dạng này thì chúng ta cũng có thể tìm ra được một số những cái mà chúng ta có thể gom góp và tập hợp lại và tìm ra được những cái sự liên quan của những cái biểu đồ đó thành ra những cái đường dây mà chúng ta gọi là những cái biological pathways ở đây. Và những cái đường dây này đó thì thực ra đến mà chúng ta quay trở lại với cái câu chuyện của cái viêm tiếp 2 thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là có những cái phân tử như là il 5 il 13 il 4 và IgE là những cái phân tử đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái dị ứng hoặc là trong cái viêm à, tiếp 2 thì nó cũng nằm trong một cái hệ và nó sẽ được có những cái sự mà kết nối nó tuy rằng là nó nó phức tạp nhưng mà nó cũng rất là có cái có cái lý do của nó và song song với cái đó thì cũng sẽ có những cái những cái gen khác nó cũng thuộc cái dòng của cái viên tiếp 2, như là cái sạc pin B2 hay là cái CLCA1 mà chúng ta đã thấy lúc nãy với cái nghiên cứu của giáo sư Woodrow và giáo sư John Fahey. Và bên cạnh đó thì nó còn có những cái khác, tuy rằng là nó cũng trong cái họ hàng của những cái những cái phân tử của viêm tiếp 2. Tuy là họ hàng xa nhưng mà nó cũng cùng trong cái họ. Đó là bạch cầu đa nhân ái thoan, đó là FENO Thì ở đây chúng ta có thể đưa đến cái kết luận này như thế nào? Chúng ta có thể đưa đến kết luận đó rằng là nguyên cả cái dòng họ này khi mà uh, họ tăng trưởng thì họ sẽ tăng trưởng chung và khi mà họ bị giảm sút thì họ cũng sẽ bị giảm sút chung thì bởi vì đo in 13 và EM5 cực kỳ là khó trong cái uh, trong cái uh, sinh hoạt hàng ngày thì thay vì chúng ta đi tìm cái khó thì chúng ta cũng có thể đi tìm cái dễ và chúng ta cũng có thể đo bạch cầu đa nhân ái toan ở trong trong máu hoặc là đo FNu như là những cái dấu ấn sinh học để mà giúp cho chúng ta có thể theo dõi được xem coi cái viêm tiếp hai đó nó đang ở trong cái quá trình nào nó đang tăng trưởng hay là nó đang giảm chúng ta có cần phải chữa trị bằng những cái thuốc như là corticoid hay là bằng những cái thuốc mà ngày hôm nay chúng ta có là những cái thuốc kháng thể đơn dòng và trong cái mục đích và trong cái chiều hướng là uh, y học cá thể dùng đúng thuốc chữa cho đúng các loại bệnh nhân nào sẽ đáp ứng tốt với những cái thuốc đó và ngày hôm nay thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ không có thời gian để mà nói rõ về những cái dạng thuốc này nhưng mà chúng ta biết rằng là có những cái thuốc mà nó có thể nó chữa trị một cách rất là đến nơi đến đích uh, về những cái dạng viêm với điều kiện rằng là chúng ta đã có khả năng khẳng định rằng là cái đó là cái viêm hiện đang uh, đang thực thể ở nơi một cái người bệnh nhân nào đó thì để kết luận thì tôi xin tóm gọn là như vậy trong hen xuyển và trong COPD, thì chúng ta biết rằng là có nhiều kiểu hình về sinh học phân tử về tế bào nói nôm na là endotype và trong rất là nhiều những cái loại endotype đó thì ít nhất có một loại mà ngày hôm nay chúng ta đã phân định được rõ ràng từ những phân tử đến những cái tế bào đóng một cái vai trò quan trọng trong cái viêm mà chúng ta gọi là cái viêm tiếp 2. Thì ở đây chúng ta thấy uh, những cái phân tử như là AGE hay là IL-4, IL-5, IL-13. Những cái tế bào như là tế bào TH-2 hay là tế bào il 2 Những cái phân tử khác như là TSLP hoặc là IL-25 hoặc là BAM-3. Và chúng ta đã có thể vạch ra những cái sự mà uh, tương quan giữa những cái phân tử đó hay là những cái tế bào đó bên cạnh đó thì còn có những cái viêm mà chúng ta có thể tạm gọi là cái viêm không phải tiếp hai thì chúng ta cũng đã bắt đầu có một số những cái khái niệm nhưng mà những cái khái niệm liên quan đến đến những cái viêm không phải tiếp hai đó thì trong đó dĩ nhiên có những cái viêm liên quan đến bạch cầu đa nhân trung tính có những cái viêm liên quan đến uh, đại thực bào vân vân nhưng mà những cái sự uh, tương quan giữa những cái phân tử và những cái tế bào đó vẫn còn đang trong cái thời kỳ được nghiên cứu và nó chưa rõ ràng bằng cái viêm tiếp hai và nhất là trong cái viêm tiếp hai thì chúng ta đã có một số các thuốc kháng thể đơn dòng chúng ta có thể dùng hay là ít nhất chúng ta có thuốc corticoid rất là quen thuộc. Và chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta dùng corticoid thì cái khả năng đáp ứng tốt với corticoid đó nó chỉ có thể có nơi những cái người bệnh nhân có những cái dấu ấn sinh học rõ ràng cho chúng ta quả quyết rằng đó là một người bệnh nhân hen suyễn hay là COPD. Có cái viêm thuộc loại dạng viêm tiếp 2 như mà chúng tôi vừa mới có uh, cơ hội để mà trình bày và chia sẻ cùng với lại quý thầy cô và quý đồng nghiệp ngày hôm nay. Nói đến đây thì tôi xin tạm ngừng và xin rất cảm ơn cái sự uh, theo dõi và quan tâm của quý đồng nghiệp.